Quy trình phủ chống đinh thì có thể thực hiện trên một giỏ mới hoàn toàn thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng giỏ của quý anh chị đang sử dụng vẫn còn tốt. Đây, giống như một cái giỏ này là đang sử dụng nó vẫn còn tốt, gai vẫn còn rất là cao. Và hiện tại cái chiếc xe này thì mới đi dưới 10.000 cây thôi, thì có một vài cái vị trí mà đã giá rồi thì vẫn làm chống đinh được, chứ không nhất thiết là phải giỏ mới hoàn toàn thì mới làm chống đinh nha. Một thông tin mà Khanh muốn chia sẻ và gửi đến cho tất cả quý anh chị để nhà mình có thể hiểu rõ hơn về cái việc chống đinh thì chúng ta có thể thực hiện trên giỏ mới 100% thì nó là tối ưu và tốt nhất. Còn giỏ của chúng ta cũ thì bên Khanh sẽ kiểm tra hiện trạng lại để xem coi cái hiện trạng nó đạt hay không, và đạt thì bên Khanh sẽ chống đinh trên cái giỏ này. Và sau khi chống đinh thì bên Khanh sẽ cân mâm bấm chì làm sao cho hai thông số nó về không hết để chiếc xe của mình chạy nó sẽ không bị rung vô lăng nha. Quý anh chị lưu ý thì khi mà cân mâm thì mọi thứ nó phải về không toàn bộ. Còn nếu mà một số chỗ mà còn 5 gram hoặc là dưới 10 gram họ thả xuống thì khi mà quý anh chị chạy tốc độ nhanh nó sẽ gây ra hiện tượng rung vô lăng nha. Quý anh chị lưu ý tất cả các thông số lắc ngửa phải cân về không toàn bộ. Sau khi cân mâm bấm chì thì chúng ta sẽ còn 5 gram này, chúng ta phải cân về không tuyệt đối. Tuyệt đối nó phải về không toàn bộ để chiếc xe của mình chạy nó mới hoàn hảo nhất nha. Quý anh chị hãy theo dõi cái quá trình cân mâm bấm chì, tại vì một số chỗ thì cân mâm bấm chì một cái máy của họ không về không được và họ sẽ thả cái vỏ xe của chúng ta xuống dưới 10 gram nha.